Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần thì hôm nay nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ đã tạm thời kết thúc. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ nắng nóng vẫn còn tiếp tục duy trì trong hôm nay, gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu cho người dân. Hôm nay 22 tháng 6, nắng nóng vẫn duy trì ở Bắc Bộ nhưng không còn gay gắt như những ngày trước. Tuy nhiên, từ chiều tối nay đến hết đêm 25 tháng 6, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm. Tại Hà Nội, từ đêm nay đến 25 tháng 6, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do mưa diện rộng nên nhiệt độ toàn vùng hạ xuống ngưỡng 29 đến 34 độ C, giảm 4 đến 6 độ C so với những ngày trước đó nên thời tiết sẽ mát mẻ rõ rệt. Trong khi đó, tại Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, nhiều nơi trên 40 độ C. Sau ngày 23 tháng 6, nắng nóng ở miền Trung mới dịu dần.